Bác ơi, em đi bán tải, bác chỉ em dùng loại nào mà bơm ok không ạ? Không chơi bơm của gara bác nhé. Nếu mà bán tải và các dòng xe SUV cỡ lớn ấy, thì tôi khuyên thật anh em là anh em phải chơi cái loại bơm này. Có thể coi là bố của các loại bơm trên thị trường luôn. À, bơm hai xi lanh kiêm cả hộp đồ nghề sửa chữa nhá, và nó có cả tự ngắt đồng hồ điện tử. Đấy, loại này thì phải nói là siêu khủng. Ở đây thì anh em nhìn đây, những cái món đồ nó sẽ có bao gồm này, bộ vá lốp. Đấy, trường hợp anh em bị dính đinh các thứ mình hoàn toàn có thể tự vá được, cũng rất là thuận tiện. Nhưng mà không khuyến cáo là vá xong đi đường dài nhá, gọi là vá cho nó tiện thôi. Tiếp theo nữa là nhân vật chính này, đây là bơm hai xi lanh. Đấy, nó sẽ có hai xi lanh ở hai bên này, nó khác hẳn những bơm một xi lanh trên thị trường, thế nên là công suất của nó rất là khỏe, bơm nhanh. Các đầu van bơm thì vẫn sẽ có đầy đủ như vậy này, có thêm dây nối dài bơm. Và đặc biệt của loại bơm này ấy, là bởi vì nó sử dụng cái nguồn điện rất là lớn, nên là khuyến cáo anh em là không cắm qua tổng 12V nhé, mà mình sẽ cắm như thế này và cặp trực tiếp vào bình ắc quy để cho cái công suất tốt nhất, cũng như là nó tránh việc bị quá tải. Cái bơm này ấy, nếu mà anh em bơm xe 7 chỗ từ 0 lên đến 2,53 thì nó mất khoảng tầm 3 phút. Còn cái cỡ như City của tôi từ 0 lên đến 2,3 thì chắc nó mất khoảng phút rưỡi. Cực kỳ tuyệt vời luôn.